giờ thầy chỉ cách đệm điệu suýt bài 60 năm cuộc đời nè, tất cả những điệu khác được. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Đó, kiểu 1, kiểu 2. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. 20 năm đời. Rồi, đánh kiểu này, bấm hợp âm đôi chữ với thầy này, nhìn nè, từ từ. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu. Rồi, mình xài được khoảng 4 nè, mình bấm hợp âm đô cũng được. Đúng là cái thế nè, thế góc đúng không? Mình bấm là mì son đố. Giờ mình đấm hai nó thôi. Có cái sớt mạnh chưa? Thử nè. Ngon út. Rồi lấy thêm cái này xuống, kéo xuống, đô. Đúng rồi. Pha. Pha khỏi lấy. Đúng rồi. Rồi thử nha. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Pha 20 năm đô. Ok. Giờ đánh kiểu này, giờ đây là quãng 4 son đô, giờ đánh quãng 5 đô son nè. Đô son. Rồi lấy này cũng được. Đây. Son thăng cũng được. Pha thằng quấn kiểu này. Nào, lấy nốt góc làm đồ son, pha đô thử coi. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu, 20 năm đầu. Đúng rồi. Nghe chưa? Đó là hai kiểu, cái này là kiểu nâng cao thôi chứ không có nhớ là kiểu A nha. Đè thêm son khoảng 8 mà quấn đô cho cái nốt hợp âm đó ở giữa. Em ơi có bao nhiêu 60 năm. Mình đánh bend hay là mình đệm cũng được. Nhớ chưa? Đúng rồi, bây giờ mình đánh sẽ kiểu 2, mình sử dụng đô trưởng nè. Đô tăng. Đô 6. Nè. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu. Hợp âm 7 thì mình dập cũng được. Đúng không? Thử ra quýnh này. Đô trưởng. Đô trưởng nè. Đô tăng. Đô 6. Lên. Thay đổi. Thử ra. Em ơi có bao nhiêu 25 cuộc đời. 20 năm đầu. Hắn có xuống không bao thử đánh hai tay thì coi coi vô bắt đầu. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu. Rồi còn cái điệp khúc á, brass á thì dập thôi đúng không, hoặc là giờ dập cuối thì mình dập pha 7 hoặc là son 7 nè. Dập nhớ là người ta hát là mình mới đánh nha. Thôi là thế, đời sống không là bao. Cái chỗ mà nó ngăn ra thì mình có thể lót cho thêm. Đời sống không là bao. Là bao, đời không bao là thế. Đằng sống là... Pha 7 nè. Ôi là thế 2 3. Ôi là thế, đời sống không là bao. Ôi là bao, đời không lâu là thế. Ôi được bao, làm sống mà yêu nhau. Ok rồi đó. Xin chào mọi người đến với Trung tâm Âm nhạc Thiệu Gan. Thì hôm nay thì sẽ review lớp học piano guitar và organ đệm hát tại Trung tâm Âm nhạc Thiền Organ. Thì cùng để quay giao lưu chia sẻ với mọi người nha. Nếu mọi người có nhu cầu đăng ký học thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0936050321 nha. Đây là lớp học guitar, các bé đang tập guitar.
Còn đây là lớp organ người lớn. Tại trung tâm thì mọi người học thì đều được đeo tai phone để tránh tình trạng quá nhiều học viên đánh sẽ gây lên tình trạng ồn ào, cho nên là ai cũng có mỗi chiếc tai nghe, rất là yên lặng nha mọi người. Đây là lớp học đệm hát. Các thầy đang hướng dẫn cho học trên đàn SX900. Còn đây là cô đang hướng dẫn cho bé học đàn piano. Đây là một bạn nhỏ đang nghỉ giải lao sau giờ học nha mọi người. Trung tâm âm nhạc thì Ngọt Gan tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên dạy các bộ môn guitar, piano, organ và vẽ, thì có nhận dạy online và offline. Nếu mọi người có nhu cầu đăng ký học có thể liên hệ qua trung tâm qua số điện thoại 097 367 5251 hoặc 093 6050 321. Thì Ngọt Gan mến chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe.